Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu áo crop top có cổ. Đây là loại len mình sẽ sử dụng. Nó có đường kính len khoảng 3mm. Và mình sẽ sử dụng kim số 5. Đầu tiên thì mình sẽ móc 42 mũi bính. Cái này chỉ dành cho size S nhé. Tiếp theo sang hàng thứ hai thì mình sẽ móc một mũi kép vào chân thứ ba và sau đó tiếp tục móc mũi kép cho các chân còn lại. Đã xong hàng thứ hai, để bắt đầu hàng thứ ba thì mình sẽ móc lên 2 mũi bính và sau đó lật lại. Mình sẽ móc một mũi kép vào chân thứ ba và sau đó mũi kép cho các chân còn lại. Các bạn cứ tiếp tục đan mũi kép cho mỗi hàng. Và chúng ta sẽ có 12 hàng tất cả. Phần thân áo của chúng ta sẽ như thế này. Phần tiếp theo chúng ta sắp đan là hình thang, chứ không phải hình chữ nhật nữa. Và một bên sẽ là đường thẳng, còn bên kia sẽ là đường dốc lên. Để bắt đầu thì mình sẽ móc lên 2 mũi bính và sau đó lật lại. Và mình sẽ móc 22 mũi kép vào 22 chân kế tiếp.
Mũi thứ 23 thì mình sẽ gục chung hai chân lại một. Mũi đó còn gọi là mũi giảm. Bây giờ mình sẽ lấy nhiều mũi kép vào chân thứ nhất, giữ ở đó và lấy len vào chân thứ hai và kéo len qua tất cả các vòng. Như vậy mình đã được một mũi giảm. Vào hàng thứ hai thì mình sẽ móc lên hai mũi bính và lật ngược lại. Mình cũng tiếp tục ra mũi giảm, xỏ vào chân thứ nhất, giữ ở đây, quấn len xỏ vào chân thứ hai, sau đó kéo len qua tất cả các vòng. Tiếp theo mình sẽ sử dụng mũi kép cho các chân còn lại. Để bắt đầu hàng tiếp theo thì mình sẽ móc hai bính, sau đó lật lại. Tiếp theo mình sẽ móc mũi kép cho các chân đến khi chúng ta còn dư hai chân. Mình sẽ móc một mũi giảm vào hai chân này, giữ ở đây và lấy chân thứ hai, sau đó kéo lên qua tất cả các vòng. Mình sẽ móc lên hai mũi bính để sang hàng tiếp theo. Ở đây mình sẽ bắt đầu giảm mũi. Như vậy. Sau đó các bạn tiếp tục đan mũi kép cho mỗi chân. Các bạn lưu ý là mình chỉ giảm mũi ở một bên, còn bên phía bên kia vẫn là đường thẳng. Ở các hàng tiếp theo thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, tiến hành giảm mũi ở một bên. Các bạn cứ tiếp tục ra như vậy cho đến hàng thứ 16.
Vậy là chúng ta đã có hai tấm để làm một chiếc áo. Hai tấm này hoàn toàn giống nhau. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần viền cho phần thân dưới của áo. Đầu tiên thì mình sẽ nối len vào đây. Sau đó móc lên 4 mũi bính. Mình sẽ sử dụng một mũi kép vào chân thứ hai kể từ chân đầu tiên. Như vậy là mình đã có một ô vuông. Để tạo một ô vuông thứ hai thì mình sẽ sử dụng một mũi bính và sau đó một mũi kép vào chân thứ hai. Cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng. Mình sẽ móc 3 mũi bính. Và sau đó nối len này vào tấm còn lại bằng mũi kép. Để tạo một ô vuông thì mình sẽ móc một mũi bính và sau đó một mũi kép vào chân thứ hai. Cứ tiếp tục lặp lại cho đến cuối hàng.
Vậy là chúng ta đã xong phần viền. Tiếp theo thì mình sẽ móc một sợi dây, làm dây thắt ở phần ngực. Phần dây thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng mũi bính. Chúng ta đã xong phần dây. Bây giờ thì chúng ta thắt nó vào như là thắt dây giày. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần cổ. Đầu tiên thì các bạn móc cho mình 15 mũi bính. Sau đó nối len vào mũi đầu tiên. Các bạn nên nhớ là bằng mũi đơn nhé. Tiếp tục đan cho đến cuối hàng. Sau đó móc 3 mũi bính. Rồi tiếp tục nối vào tấm thứ hai. Tiếp tục đan mũi đơn cho đến cuối hàng. Khi đến cuối hàng thì các bạn đang cho mình 17 mũi bính.
Tiếp tục sang hàng thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng mũi kép. Đầu tiên thì các bạn móc cho mình một mũi kép vào chân thứ hai. Và sau đó tiếp tục sử dụng mũi kép cho các chân còn lại. Vậy là kết thúc hàng. Sang hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng hai mũi bính và sau đó cũng sử dụng mũi kép cho hàng này, tiếp tục ra mũi kép cho đến cuối hàng.
vậy là đã xong phần cổ. Ở phần lưng thì chúng ta cũng làm một sợi dây giống như ở phần ngực, và sau đó thắt chéo như là thắt dây giày. Vậy là chiếc áo của chúng ta đã xong. Các bạn nên nhớ đính nút vào phần cổ áo nhé. Đây là mặt sau của chiếc áo.